Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Câu chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong bất kỳ giai đoạn nào của xã hội thì nghề thầy thuốc luôn luôn được cả xã hội kính trọng. Suốt bao năm qua, các thế hệ y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế luôn tận tụy cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Trong chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay với chủ đề Lương y như từ mẫu, chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 1 Mai Xuân Trung, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai để cùng trao đổi về nội dung này. Đầu tiên thì xin được chào bác sĩ Mai Xuân Trung và rất là cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh Tùng, xin kính chào quý vị khán giả theo dõi chương trình. Dạ vâng, thưa anh Trung, quay ngược thời gian một chút. Đầu tiên thì anh Trung có thể chia sẻ một chút về sự lựa chọn của mình. Tại sao anh lại không lựa chọn một cái công việc khác nó bớt áp lực hơn mà lại quyết định theo con đường là trở thành một bác sĩ ạ? Tôi thì xuất phát con của một gia đình nông dân với bốn anh em và tôi thì con trưởng. Điều kiện kinh tế bố mẹ thì cũng hết sức là khó khăn. Cái thời kỳ mà chúng tôi học cấp 3 thì bản thân cũng chỉ biết miệt mài để học tập mà chưa hề biết đến được rằng có cái định hướng nghề nghiệp cũng như là chưa biết được rằng cái nghề nào có sự vất vả hay hơn cái nghề nào cả. Đến cái kỳ tuyển sinh thì tôi cũng mới biết đến các cái chuyên ngành và có tìm hiểu và có lựa chọn thì tôi thấy có một số chuyên ngành phù hợp đối với cái ban mà tôi đang học trên ban và phù hợp với cái tính cách và khả năng của tôi. Khi đó thì tôi có lựa chọn ngành y, ngành dược và chuyên ngành về sinh học đại học quốc gia. Trong cái đợt thi kỳ thi đại học thì hai đợt thi, đợt một thì ở trường đại học quốc gia và đợt hai thì tôi chọn trường y. Kết quả thì tôi cũng đỗ cả hai trường và ngoài ra thì tôi có cái được tuyển thẳng vào của cái trường cao đẳng sư phạm Yên Bái. Thì khó khăn nhất đối với tôi là cái thời điểm mà khi đã có kết quả và lựa chọn trường để tham gia. Bởi vì thì điều kiện kinh tế thì nhà rất khó khăn. Bố mẹ tôi thì cũng vừa mong muốn tôi đi theo cái nghề thầy thuốc. Nhưng mà cũng băn khoăn vì thời gian dài 6 năm không có điều kiện. Và cũng vừa mong muốn tôi đi học cái ngành cao đẳng bởi vì là sẽ rất là nhanh và sớm được ra trường để về hỗ trợ các em, bố mẹ nuôi các em ăn học. Và sau đó thì với sự tư vấn và khuyến khích của bạn bè, người thân, bố mẹ tôi thì cũng quyết định cho tôi lựa chọn và tôi quyết định chọn theo nghề y. Cái ngành mà hết sức là đặc biệt, ngành cao quý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Và ngành y thì nó cũng có cái đặc điểm của nó, đó là một cái ngành mà tương đối dễ xin việc, ít chịu sự tác động của các cái yếu tố về chính trị, xã hội. Ngoài ra thì ngành y tế cũng là đòi hỏi vừa một cái ngành vừa phải có trí tuệ, vừa phải có tay nghề tốt. Đồng thời thì cán bộ cũng phải hết sức là tâm huyết, yêu nghề để phải gắn bó với nghề. Như anh Trung chia sẻ thì nghề y đòi hỏi là chúng ta vừa phải có trí tuệ, vừa phải có tay nghề. Cái việc đòi hỏi đó thì luôn tạo cho các y bác sĩ rất nhiều những cái khó khăn, những cái áp lực trong công việc của mình đúng không ạ? Và từ đó thì đòi hỏi các bác sĩ luôn luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình trong công việc đúng không anh Trung? Đối với ngành y thì không chỉ vất vả trong khi mà thực hiện nhiệm vụ, mà đối với ngành y tế thì cái sự vất vả đấy thể hiện ngay từ khi bước vào nhà trường. Chúng tôi còn rất vất vả trong cái quá trình tiếp tục mà thực hành để trước khi được chứng chỉ hành nghề cũng như là cái quá trình đào tạo sơ bộ và sau đại học nữa. Thế Tùng được biết nghề y là một trong những nghề có thời gian đào tạo lâu nhất so với tất cả các ngành nghề khác. Vậy thì trong cái quá trình học tập cũng như là tiếp nhận những cái kiến thức của anh ấy thì anh có thể cho biết là có cái môn nào về việc là đào tạo về y đức không ạ? Đối với ngành y thì đúng là một cái quá trình đào tạo rất là dài. Y và dược thì 5 năm, ngành y và cái ngành mà cơ bản nhất là y đa khoa thì cũng với bác sĩ là 6 năm. Ngoài ra thì sau cái thời gian đó thì còn đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm chuyên khoa định hướng và tiếp tục phải có từ 2 đến 3 năm để đào tạo sau đại học.
thì khi đó mới đáp ứng được cái yêu cầu, nhiệm vụ, đặc biệt là đối với tuyến huyện, tỉnh và trung ương. Và trong quá trình đào tạo như vậy thì các thầy thuốc đều được đào tạo cái môn học, đó là môn y đức. Và qua đó thì cũng giáo dục học viên, sinh viên nắm được tâm lý của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, từ đó có những cái thái độ trong chăm sóc, khám và điều trị bệnh nhân tốt hơn. Ngoài ra thì cũng giáo dục cho các cái cán bộ y tế nắm được các cái chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, rồi những cái dạy của Bác Hồ liên quan đến vấn đề y đức. Đúng với câu nói lương y như tử mẫu, đúng không ạ? Thưa anh Trung, là sau khi mà anh tốt nghiệp trường Đại học Y Thái Nguyên thì anh có thể chia sẻ cụ thể về cái quá trình công tác của anh cho đến thời điểm hiện tại thì như thế nào? Sau 6 năm mà tập miệt mài với nhà trường thì cũng rất vui mừng khi mà ra công tác, và chúng tôi sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng không chờ nghỉ ngày nào cả, mà tôi cũng xin về để hợp đồng công tác tại bệnh viện đa khoa số 1. Hợp đồng công tác tại khoa ngoại của bệnh viện, và có một cái thời gian thì chúng tôi cũng tăng cường để điều trị cùng với các bác sĩ tại khoa sản của bệnh viện. Và tiếp theo đó thì theo cái sự phân công của tổ chức thì tôi được sở điều động và nhận nhiệm vụ tại phòng nghiệp vụ y Sở Y tế. Trong quá trình công tác Sở Y tế thì tôi có đi học tập trung sau đại học về chuyên ngành về y học cổ truyền. Và sau khi tốt nghiệp thì tôi cũng có về công tác, tiếp tục công tác ở sở 1 năm. Và trong quá trình đó thì chúng tôi cũng bắt đầu tham gia hành nghề khám chữa bệnh tại một cái phòng chẩn trị y học cổ truyền trên địa bàn thành phố. Tiếp theo đó thì chúng tôi được tổ chức điều động phân công nên nhận nhiệm vụ công tác và tham mưu giúp việc cho thường trực ủy ban về lĩnh vực y tế, khoa học bảo hiểm. Và đến tháng 8 năm 2020 vừa qua thì được tỉnh quan tâm điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, và đúng với cái chuyên môn và cái mong muốn và nguyện vọng của tôi. Như anh Trung chia sẻ thì anh đã trải qua rất là nhiều những cái nhiệm vụ công tác khác nhau. Tuy nhiên thì đối với công việc nào cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ấn tượng rất lớn khi mà bắt đầu với công việc, đặc biệt là những ngày đầu tiên. Còn đối với anh Trung thì sao ạ? Khi mà mới tốt nghiệp ra trường về nhận nhiệm vụ thì tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi. Bởi vì là sau một thời gian dài học tập, mong muốn được chăm sóc điều trị bệnh nhân thì nay cũng đã thành hiện thực. Và chúng tôi thì mới đầu ra được nhận nhiệm vụ thì rất là phấn khởi như vậy, nhưng mà cũng hết sức là hồi hộp. Bởi vì mới ra trường thì cũng còn thiếu rất nhiều về kinh nghiệm, kỹ năng. Chắc là không phải riêng tôi, khi mới ra trường thì nó hoàn toàn khác so với cái thực tế, cái điều kiện để làm việc cũng như các cái hoạt động thực tế nó khác. Nên thực ra chúng tôi cũng rất là hồi hộp, rất là băn khoăn, không biết được rằng là mình có thể hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ được giao không. Nhưng mà chúng tôi cũng hết sức là cố gắng, tâm huyết để triển khai thực hiện. Tôi thì rất là ấn tượng với những cái ngày đầu đi làm việc tại bệnh viện, ở tại cái khoa ngoại để chúng tôi công tác, thì ấn tượng nhất là đối với các cái đội ngũ cán bộ của khoa, bên cạnh cái sự rất là vất vả, căng thẳng với đặc thù nghề nghiệp của ngoại khoa, thì các bác sĩ ở đó rất là có một cái tình thương, tình quan tâm chăm sóc bệnh nhân và không có sự phân biệt đối xử. Nhiều bác sĩ thì thậm chí là bỏ cả tiền túi của mình ra để mua cơm giúp cho bệnh nhân. Đấy là những ngày mà tôi rất là ấn tượng với những cái tình cảm đó. Và ngoài ra thì cũng trong cái thời điểm đó thì tôi ấn tượng nữa là bởi vì như này, khi đó thì chúng tôi học trong trường chủ yếu quan tâm đến vấn đề về bệnh và cơ chế bệnh chúng tôi. Không hình dung ra được rằng bệnh nhân có thể chết vì đói, vì rét trước khi mà bệnh nhân chết vì bệnh. Và qua những cái hình ảnh như vậy thì đó nó cũng trở thành một cái kỷ niệm rất là đẹp của những người thầy thuốc của khoa ngoại mà tôi công tác thời điểm đó. Niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của các y bác sĩ chính là lúc mà các anh sẽ chữa khỏi cho những bệnh nhân và nhận lại bằng những nụ cười, sự yêu mến, sự kính trọng của các bệnh nhân dành cho mình.
đó cũng là cái phần thưởng cao quý nhất mà dành cho các cái bác sĩ, họ xứng đáng để nhận được cái phần thưởng như vậy. Trong cái quá trình mà công tác, bản thân tôi rất là vui mừng, phấn khởi khi mà mình gặp lại được những bệnh nhân sau một và nhiều năm mà gặp bệnh nhân, thì bệnh nhân dành cho mình những cái tình cảm rất là chiều mến, yêu thương và rất là trân trọng. Có thể thấy là trong công việc của các anh thì ngoài việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân là rất quan trọng rồi, thì một công tác cũng không kém phần quan trọng nữa, đó là công tác tư vấn tâm lý cho bệnh nhân. Thì anh Trung có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này đúng không ạ? Thực ra khi bệnh nhân vào viện thì đang trong một cái tâm trạng đau ốm, bệnh nhân thì cũng hoang mang, không biết là bệnh tình của mình như thế nào, cũng không biết được rằng là cái tiến triển điều trị ra sao. Thì khi đó thì các bác sĩ ngoài cái thăm khám chuyên môn thì cần phải khai thác và hiểu được cái suy nghĩ, tâm trạng của bệnh nhân, để từ đó trở đi xem là họ còn có cái yếu tố gì băn khoăn chưa rõ, để mình cung cấp thông tin, chia sẻ và giải thích cho họ, để họ nắm được một phần cái bệnh tật của mình, và từ đó để họ an tâm để mà thực hiện tuân thủ theo các cái trình điều trị của mình đã đưa ra. Thì như vậy thì mới có thể tăng được cái hiệu quả điều trị và giúp cho bệnh nhân an tâm tin tưởng bác sĩ để điều trị. Thưa anh Trung, là trong xã hội hiện nay thì có một vài trường hợp các bác sĩ bị ảnh hưởng bởi kinh tế và đôi khi làm mất cân bằng, không có sự công bằng trong việc cư xử cũng như là điều trị cho các người bệnh. Và chúng ta không khó để gặp những cái trường hợp mà bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân chỉ vì họ không có điều kiện về kinh tế. Đó là những cái trường hợp mà có thể nói là con sâu làm rầu nồi canh. Vậy thì anh Trung nghĩ như thế nào về điều này? Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua bạn bè, người thân thì tôi cũng được nghe những cái câu chuyện mà như anh Tùng đã nêu. Đối với ngành trong cái xã hội mà phát triển hiện nay thì các cán bộ y tế nói chung cũng như là các cán bộ thì đều chịu sự cái tác động nhất định của cái cơ chế thị trường. Tôi thì thấy rằng cũng cán bộ y tế thì cũng không đến mức độ quá khó khăn. Thế tuy nhiên thì vẫn như anh nói là cũng có con sâu bỏ dầu nồi canh. Tôi thì thấy hết sức là đau xót trước những một số ít cán bộ mà đã không vượt qua được cái cám dỗ về vật chất để mà đánh mất đi cái danh dự nhân phẩm cũng như là cái mà hình ảnh tốt đẹp của ngành y tế. Vẫn biết được rằng là mỗi cán bộ y tế thì cũng như bao người khác cũng tham gia các cái hoạt động cũng tất tham chiếu của các cái yếu tố mặt xã hội khác. Thưa anh Trung, là đối với tất cả các cán bộ y bác sĩ, những người đang công tác trong ngành y, thì có một câu nói của Bác Hồ rất nổi tiếng, đó là lương y như từ mẫu, và tất cả mọi người lấy câu nói đó làm kim chỉ nam để thực hiện tốt công việc của mình. Vậy thì đối với anh Trung, câu nói này có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ? Lời dạy của bác, thầy thuốc thì cả như mẹ hiền, thì đó cũng là cái kim chỉ nam trong mỗi cán bộ y tế trong suốt nhiều những năm qua. Và đấy, trong giai đoạn hiện nay thì câu nói này càng có thêm ý nghĩa, phù hợp với cái xu hướng và điều kiện phát triển và nhu cầu phát triển của xã hội giai đoạn hiện nay. Vâng, thưa anh Trung, như Hải Thượng Lan Đông Lê Hữu Trác đã nói một câu nói rất nổi tiếng, đó là không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người, và cũng không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức. Và cái tâm của người bác sĩ luôn luôn phải đặt lên hàng đầu, đúng không ạ? Vậy thì trong thời kỳ hiện nay, đối với một bác sĩ thì sẽ cần có những cái yêu cầu cũng như là những cái tiêu chí như thế nào đặt ra khi mà tham gia công tác khám chữa bệnh? Vâng, trong giai đoạn hiện nay thì các bác sĩ ngoài cái việc mà học tập trau dồi, nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, thì các ban cán bộ y tế còn phải thích ứng với cái yêu cầu phát triển của xã hội và chuyển từ những cái tư duy mà bao cấp sang cái tư duy mà tự chủ. Khi đó thì bác sĩ ngoài cái nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thì cũng phải song hành với thay đổi cái tư duy, thái độ phục vụ chăm sóc bệnh nhân
chỉ khi lấy cái bệnh nhân là trung tâm với có thể nâng cao được cái chất lượng hiệu quả trong chăm sóc, điều trị và nâng cao cái sức khỏe của nhân dân. Trong cuộc chiến chống Covid-19 thì hàng nghìn các y bác sĩ, những người đang công tác trong ngành y thì đang đối mặt với nguy hiểm từng giây từng phút, và có lẽ không lúc nào hơn lúc này chúng ta đang cảm nhận một cách rõ nét nhất về sự hy sinh, về sự gian khổ của các y bác sĩ trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Vậy thì đối với anh Trung, anh có suy nghĩ như thế nào về câu nói ngành y là một ngành nguy hiểm ạ? Vâng. Đối với ngành y, cán bộ ngành y chúng tôi ấy, thì đã xác định được rõ khi mà hành nghề, tham gia nghề thì phải sẵn sàng đối mặt với những cái khó khăn, những yếu tố nguy hiểm, độc hại. Và chúng tôi thì thường xuyên phải tiếp xúc với yếu tố độc hại nguy hiểm như vậy, từ các bệnh, dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm, các cái yếu tố an ninh, an toàn trong quá trình triển khai, rồi cái rủi ro của nghề nghiệp. Bình thường thì cán bộ ngoài ngành y tế, nhân dân thì cũng rất ít biết hoặc chỉ biết được một phần những cái sự khó khăn, vất vả, những hy sinh thầm lặng của ngành y tế. Chỉ từ khi qua cái đại dịch Covid-19 vừa rồi thì người dân và các cán bộ khác, các ngành khác thì mới hiểu và cũng chia sẻ được cái phần nào được cái sự khó khăn và cống hiến của ngành y tế. Trong bối cảnh mà dịch Covid-19 vẫn đang có những cái diễn biến hết sức phức tạp và ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của chúng ta, thì đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền thì các anh đã có những cái việc làm như thế nào để vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả lại vừa đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân ạ? Từ khi dịch bệnh xảy ra thì đến nay thì bệnh viện đã nghiêm túc triển khai thực hiện các cái chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh, của Sở Y tế. Chúng tôi chủ động xây dựng các cái kịch bản, các cái phương án để triển khai thực hiện song song hai cái nhiệm vụ, vừa khám, duy trì khám điều trị cho bệnh nhân và đồng thời thì tăng cường các cái công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Và trong suốt hơn một năm qua thì bệnh viện chúng tôi vẫn đảm bảo duy trì các hoạt động khám chữa bệnh và cũng đảm bảo bệnh viện an toàn. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn rất là tích cực triển khai các cái nội dung thông tin truyền thông về phòng chống dịch bệnh cho trong và ngoài bệnh viện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tích cực cử cán bộ tham gia cái phòng chống dịch bệnh tại cái khu cách ly tập trung của tỉnh và triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ đảm bảo y tế cho các cái sự kiện chính trị xã hội khác của tỉnh. Trong thời gian gần đây thì Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Lào Cai thì có rất nhiều những đổi mới phát triển trong công tác chăm sóc cũng như là phục vụ người bệnh. Vậy thì đối với anh Trung thì anh cảm thấy hài lòng nhất ở những cái thay đổi như thế nào ạ? Vâng, Bệnh viện Y học Cổ truyền thì trong thời gian gần đây được tỉnh rất là quan tâm đầu tư cơ sở khang trang hiện đại. Bên cạnh đó thì chúng tôi thấy được rằng là cái duy trì và từng bước nâng cao cái chất lượng và chăm sóc bệnh nhân, đó là một cái điều mà bệnh viện phát triển giữ được tốt nhất. Và đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền thì đoàn kết rồi nói không với phong bì, không với tiêu cực, đó là trở thành một cái thương hiệu của bệnh viện. Vậy thì trong thời gian tới, những việc làm như thế nào, những đổi mới như thế nào để có thể tiếp tục phục vụ cũng như là chăm sóc người bệnh một cách tốt hơn nữa đối với Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Lào Cai? Vâng, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Lào Cai thì đã qua 18 năm được hình thành và phát triển thì đến nay thì đã cơ bản chăm sóc đáp ứng được cái yêu cầu chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong cái lĩnh vực y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Thì tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhận thấy được rằng chúng tôi cũng còn cũng như khó khăn, hạn chế để đáp ứng được cái nhu cầu, yêu cầu của sự phát triển. Thì trong thời gian tới, bệnh viện có chủ trương sẽ cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái công tác đào tạo, tiếp thu các cái dịch vụ kỹ thuật từ trong và ngoài nước để mà nâng cao cái trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế. Chúng tôi sẽ đào tạo thành những các cái chuyên môn sâu, có những các cái chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền để
phục vụ tốt nhất cái chất lượng chăm sóc và điều trị cho nhân dân. Chúng tôi thì cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu cái thời gian làm thủ tục hành chính, dành cái thời gian đó để phục vụ cho cái công tác chăm sóc điều trị bệnh. Chúng tôi cũng sẽ triển khai các cái hoạt động sản xuất, bào chế đông dược để mà cung ứng các cái sản phẩm cho phục vụ cho công tác điều trị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường và nâng cao ý thức, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm được, tiếp cận và được thụ hưởng các cái dịch vụ về y dược cổ truyền. Vâng, và rất là cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể cũng như rất thân tình của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc chương trình thì anh Trung có thể có một vài lời chia sẻ với những đồng nghiệp của mình nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 được không ạ? Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy Thuốc Việt Nam, xin được gửi tới toàn thể các đồng nghiệp và chúc mừng và chúc cho các đồng chí dồi dào sức khỏe, tận tâm, tận lực để điều trị bệnh nhân, xứng đáng người thầy thuốc như mẹ hiền theo lời dạy của bác Hồ. Vâng, một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Trung đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng như có những chia sẻ đối với chương trình. Và xin chúc anh Trung sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa trong công việc của mình. Và chúc cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai sẽ luôn là một địa chỉ tin cậy cho các người bệnh đến khám và điều trị bệnh của mình. Xin được cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh Tùng. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các khán giả theo dõi chương trình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Trung rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện cuộc sống xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.